quý vị và các bạn, như vậy là chỉ còn ít ngày nữa thôi là chúng ta sẽ chia tay với năm Quý Tỵ, đón chào năm mới Giáp Ngọ 2014. Những ngày này thì sắc xuân đã tràn ngập ở phố phường và nhiều thôn xóm với những cảnh đào thắm, những cây quất vàng trĩu quả. Nhà nhà đã bắt đầu mua sắm, sửa sang nhà cửa để đón chào năm mới. Đây cũng chính là thời điểm bận rộn nhất của những người làm báo của NTV. Tạm gác lại những lo toan bộn bề của công việc gia đình, người nhà đài đang hối hả thực hiện sản xuất các chương trình mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Ngọ, những món ăn tinh thần không thể thiếu trong những ngày Tết. Chắc hẳn rằng với nhiều quý khán giả sẽ tò mò với chương trình đêm giao thừa. Và với khán giả NTV hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu về những nét đặc sắc của chương trình giao thừa năm nay. Chương trình đón giao thừa năm nay với chủ đề Chào Xuân Giáp Ngọ, Xuân Quê Hương sẽ là cầu nối phản ánh tới quý vị khán giả không khí đón xuân vui Tết của bà con người Nghệ ở khắp mọi nơi trong và ngoài tỉnh và cả nước ngoài. Điểm mới của chương trình năm nay sẽ có sự kết nối với các phóng viên, biên tập viên từ nhiều địa phương trong tỉnh, trong nước và nước ngoài. Cái điểm nhấn của năm nay ấy, thì sẽ là mang cái chủ đề là Xuân Quê Hương. Tức là mọi con người, khi mà những cái người mà kể cả người Nghệ xa quê thì đều hướng về quê hương, về xứ Nghệ. Thì năm nay sẽ có những cái mà người Nghệ xa quê ở các tỉnh, kể cả nước ngoài, ở Lào thì đều nói cái tâm tư tình cảm đối với quê hương Nghệ An. Cái thứ hai nữa là một cái điểm nhấn nữa, tức là Nghệ An thì sau cái cơn bão và cơn lũ thì những cái người dân ở Quỳnh Lưu sẽ đón Tết như thế nào sau khi mà bị thiên tai. Cái thứ ba nữa, một cái điểm nhấn nữa, tức là năm nay chúng tôi cùng với Sở Văn hóa Nghệ An và tỉnh sẽ tổ chức một cái điểm vui chơi đón Tết, vui Tết đón xuân của đồng bào các dân tộc miền Tây xứ Nghệ ở thị xã Thái Hòa. Thì đây là một cái điểm nhấn lần đầu tiên sẽ là hội tụ các dân tộc miền núi ở miền Tây xứ Nghệ sẽ cử các đoàn đội văn nghệ tuyên truyền sẽ về và tổ chức đốt lửa trại, đánh công chiêng, đánh khắp luống và mũ sạp để cùng vui Tết đón xuân với miền xuôi. Thì đó là những cái điểm nhấn mà trong cái chương trình đặc biệt Chào Xuân Giáp Ngọ. Chương trình đón giao thừa Giáp Ngọ sẽ có hai phần. Phần 1, Nghệ An hội nhập và phát triển, sẽ có cái nhìn tổng quan về bức tranh thu hút đầu tư của tỉnh nhà trong năm 2013, những điểm nhấn đầu tư trong năm 2014 qua phần trao đổi với lãnh đạo tỉnh. Chào Xuân Giáp Ngọ, Xuân Quê Hương sẽ được phóng viên ở các địa phương phản ánh không khí đón Tết của người dân, đặc biệt là sự chung tay của cộng đồng để lo cho người nghèo, người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai lũ lụt, đón một cái Tết đầm ấm và đầy đủ hơn. Bên cạnh đó, chương trình cũng sẽ nhìn nhận và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của xứ Nghệ qua các làn điệu dân ca, hò ví dặm đang được UNESCO xem xét để công nhận dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, các phong tục đón Tết của đồng bào các dân tộc Nghệ An. Đến thời điểm này, các vòng nội dung đã cơ bản hoàn thành tác phẩm. Chúng tôi đã chuẩn bị cái kịch bản lên cái điểm câu chi tiết như điểm của quảng trường, điểm của miền Tây, thì trong đó phòng chuyên đề chúng tôi là chịu trách nhiệm đến kịch bản và ở cái điểm câu của quảng trường. Thì đối với phòng thì hiện nay đã phối hợp với Ủy ban thành phố Vinh, Trung tâm văn hóa với một số đơn vị liên quan mà chuẩn bị, thì hiện nay là kịch bản chi tiết chúng tôi đã lên sẵn sàng và chuẩn bị các cái phóng sự kèm theo trong chương trình và lên cái kịch bản tại cái điểm câu của quảng trường vào đêm 30. Thì chắc chắn đêm 30 thì nhiệm vụ của anh em phóng viên trong phòng thì sẽ tổ chức sản xuất tại cái điểm câu đó, truyền hình trực tiếp những cái tiết mục văn nghệ tại diễn ra tại quảng trường và đặc biệt là có cái tiết mục bắn pháo hoa vào lúc 20 giờ của đêm giao thừa hôm đó. Thì như vậy là phòng chúng tôi đã cũng chuẩn bị sẵn sàng tất cả những cái chương trình để chuẩn bị cho chương trình vui Tết đón xuân của nhân dân. Đêm giao thừa trên cả hai sóng phát thanh và truyền hình sẽ có các chương trình ca múa nhạc, thơ đặc sắc do NTV sản xuất. Đặc biệt chương trình giao thừa năm nay trên sóng phát thanh sẽ có sự kết nối với một số địa phương trong tỉnh, đảo Trường Sa và các nước bạn Lào. Năm nay là chào Xuân Giáp Ngọ và Xuân Quê Hương, cho nên trên cầu phát thanh năm nay thì cũng có nhiều cái điểm mới. Thứ nhất là chúng tôi nối cầu với thị xã Hoàng Mai, rồi thị xã Thái Hòa, rồi lên các huyện miền núi cao như là Con Cuông và Quế Phong. Và để phản ánh được cái không khí đón Tết của người Nghệ An mình xa quê thì năm nay chúng tôi là nối câu với cả cái tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Điện Biên. Và điều đặc biệt hơn thì chúng tôi cũng có nối câu với điểm câu Viêng Chăn ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để phản ánh cái không khí đón Tết của bà con Việt kiều mà nhất là người Nghệ An mình ở bên Lào. Chương trình Chào Xuân Giáp Ngọ, Xuân Quê Hương sẽ bắt đầu lên sóng từ 21:30 đêm 30 Tết. Cuối chương trình sẽ là những hình ảnh về giao thừa, thời khắc thiêng liêng của đất trời và lòng người.
dưới chân tượng đài Bác ở quảng trường Hồ Chí Minh và như thường lệ là màn pháo hoa rực rỡ chào đón một năm mới hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, một khung chương trình Tết đầy ắp những chương trình hấp dẫn, đặc sắc, phản ánh không khí đón xuân ở khắp các vùng miền của mọi tầng lớp nhân dân đã được NTV chuẩn bị để phục vụ tốt nhu cầu nghe, xem của khán giả trong dịp Tết này. Điểm nổi bật trong chương trình Tết từ ngày 29 đến ngày mùng 4 Tết, đó là chương trình thời sự đặc biệt phản ánh không khí đón Tết Sắp Ngọ, các chương trình ca mối nhạc chào xuân mới, các phim tài liệu, ký sự hay như Chùm ký sự nước Lào, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Một thế kỷ, một đời người, cùng nhiều tác phẩm đạt giải cao tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 33 vừa qua. Đó còn là các chuyên đề khoa giáo, cung cấp kiến thức về bảo vệ sức khỏe trong những ngày Tết. Các phóng sự phản ánh, phong tục đón năm mới của cộng đồng các dân tộc anh em, tạo nên sự đa sắc màu của văn hóa dân tộc Việt Nam. Ngày xuân thì thường được gắn với những câu chuyện vui, những tiếng cười thoải mái. Bởi vậy mảng phim hài thường được khán giả quan tâm nhất, nhất là trong những ngày đầu xuân mới này. Bởi vậy năm nay, nhiều bộ phim hài cũng sẽ được trình chiếu trên NTV như là Showbiz Chốn Làng Quê, Tân Quan Huyện hay Chuyện Hàm Răng. Hình thức ưa nhìn nhưng ít học, say mãi với hào quang đến nỗi chưa kiếm được một tấm chồng. Bày trò nhố nhăng, phát ngôn gây sốc để nhanh chóng nổi tiếng. Cô thẫn thờ trở thành trò cười cho thiên hạ và miếng mồi ngon cho đám phóng viên lá cải. Quá lo lắng đến độ mê tín mông muội, bố mẹ cô gái suýt rơi vào cạm bẫy của kẻ lưu manh. Thằng này cũng đang muốn chết đây. Quý vị và các bạn đón xem bộ phim hài Showbiz Chốn Làng Quê phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 30 và 31 tháng 1, tức ngày 30 và mùng 1 Tết Giáp Ngọ. Ôi giời ơi, cái này để biếu tham lam vô độ, mèo mả gà đồng thì ông chẳng bao giờ làm được cái việc gì cả. Đừng có so sánh như thế. Một bậc bán thịt chó bỗng chốc trở thành quan tri huyện. Lý nào nhỉ? Cầm. Để che giấu thủ đoạn vơ vét tiền của dân, quan tri huyện đã tuyển ngay một thằng hầu cầm nhưng không điếc. Có một nhà bắt được con ba ba to, mời ta dùng bữa, gớm to quá, ăn mãi mới hết. Gớm, con giận nó cắn mà vậy. Quan đang bận đi khám điền thổ. Chứng kiến quá nhiều bất công, trướng tai gai mắt, cái thằng nô đã phải tự xả bức xúc vào cái chung. Mà cũng đòi kéo cái xe to thế kia. Con là ngu, cấm luôn không cho ra được. Sau khi mổ bụng xong nhá, lấy cái phần mỡ béo đáp. Dồn nén quá nhiều bức xúc, cái chum nổ bung long trời lở đất. Quý vị và các bạn đón xem phim hài Tân Quan Huyện phát sóng vào 10 giờ 15 phút ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 2, tức là ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Giáp Ngọ 2014. Úi trời nô ơi. Vừa đắng vừa sai. Còn cái răng nào, tự ti, cáu bẩn, suốt ngày tiền nợ vợ con. Thương chồng suốt ngày ru rú ở nhà, bà vợ quyết tâm đầu tư làm mới cho chồng một bộ răng. Có hàm răng giả, ông chồng khởi sắc cả hình thức lẫn thể chất và nảy sinh lắm thứ linh tinh. Nhìn mặt già nhưng mà dưa cà vẫn còn non nhá. Tông nịt muôn từ sáng đến tối mà không lấy mỏ ngoài gì nhá. Thì nào bạn nhận cho con về để đưa cho đi nhá. Mặt bà nào là cái loại bà ở nhưng với mắt bố đỉnh mặt. Cái loại mặt chơi lắm không? Ghen tức thói trăng hoa của chồng, bà vợ quyết tâm quản lý hàm răng của chồng theo quy chế riêng của mình. Quý vị và các bạn đón xem phim hài Chuyện Hàm Răng phát sóng vào 10 giờ 15 phút ngày 3 tháng 2, tức là ngày 4 Tết Giáp Ngọ 2014.
Với tinh thần hướng về nguồn cội trên sóng NTV dịp Tết này cũng là sự lên ngôi của nhiều phim ngắn Việt như là Lấy Vợ Sài Gòn hay Hồn Trương Ba Ra Hàng Thịt và bộ phim 5 tập Công Chúa Tim và Ngũ Hổ Tướng. Một kịch bản phim được xây dựng từ cốt truyện dân gian Việt Nam, Hồn Trương Ba Ra Hàng Thịt. Có được không? Tôi sẽ là chồng khôi phục cho nhóc. Nhất định là tôi sẽ làm được. Thông điệp mà các nhà làm phim muốn mang lại cho khán giả chính là mọi thứ nên tuân theo quy luật tự nhiên. Mọi sự kháng cự với quy luật đều trở nên cạch cỡm. Hy vọng khi xem xong, ông sẽ nhớ lại đây là công việc mà từ ngày ông vẫn hay làm. Bắt đầu! Tâm hồn của Trương Ba nằm trong thân xác của Hàng Thịt. Và ngược lại, thân xác Trương Ba lại chứa đựng hành vi ứng xử của Hàng Thịt, khiến mọi chuyện đảo điên. Giờ xây dựng lên là mở là được. Anh sẽ mua cho em thật nhiều quần áo đẹp để không xấu hổ với lò mổ truyền thống của gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Hồn Trương Ba Ra Hàng Thịt, phát sóng vào lúc 15 giờ ngày 31 tháng 1. Chơi luôn. Đi. Đi bằng trâu thiệt hả anh Tài? Ừ. Chuyện tình giữa một chàng thanh niên xuất thân nông thôn với một cô gái Sài Gòn chính hiệu, con nhà giàu. Tụi con chỉ về chơi vài ngày. Vài ngày mà đồ đạc chừng này con còn sợ không đủ nữa. Hả? Thôi. Khi hai người quyết định ra mắt gia đình, chuẩn bị xin bố mẹ cho họ kết hôn, thì bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra. Cái gì? Rắc rối càng rắc rối hơn khi ba mẹ Nhung đã lén lút theo dõi cô con gái rượu của mình có được an toàn khi về quê ra mắt gia đình bạn trai hay không. Anh ba, anh không nhận ra tụi tôi hả? Ba má của con Nhung nè. Ông bà biết sao té tôi gì nè. Quý vị và các bạn đón xem bộ phim Lấy Vợ Sài Gòn, phát sóng vào lúc 21 giờ ngày mùng 1 tháng 2, tức ngày mùng 2 Tết Giáp Ngọ. Quý vị và các bạn hãy đón xem các chương trình Tết của NTV. Hy vọng rằng những chương trình Tết năm nay sẽ làm hài lòng quý khán thính giả. Và chương trình với khán giả NTV cuối cùng của năm Quý Tỵ cũng xin được kết thúc tại đây. Chúc quý vị và các bạn đón một năm mới thật hạnh phúc và may mắn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đầu tiên của năm mới Giáp Ngọ. Và như thường lệ thì mọi ý kiến của khán giả dành cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi về địa chỉ chương trình với khán giả NTV, phòng biên tập thông tin điện tử, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, hoặc qua địa chỉ email với khán giả ntv@gmail.com. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chương trình với khán giả NTV trên trang web truyền hình nghệan.vn. Còn bây giờ Thu Hằng xin nói lời chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.